này thì em cũng học được rất là nhiều điều bổ ích. Và hôm nay thì cái con đường lập ra những cái ý tưởng này của em nó rõ ràng hơn. Em cũng xem một số sách thì cũng có biết những cái điều cái thang giá trị này, nhưng mà thật sự nó không có rõ. Khi mà thầy vừa cầm tay chỉ việc như thế này và thầy chỉ những cái việc mà thầy đã làm rồi á, thì cái thang giá trị này của em hình dung ra cái bước đường đi nó rất là rõ ràng. Em chỉ có một cái là nhờ thầy tư vấn giúp em á, là em tổ chức công ty. Em chưa chưa tổ chức, nhưng mà cái ý tưởng thôi là sẽ tổ chức công ty đào tạo sửa chữa xe ô tô. Nhưng mà em không phải là người đứng ra đào tạo, mà đào tạo dạng hình thức là trực tuyến, chứ không phải là đào tạo dạng offline, đào tạo qua Zoom á thầy. Nhưng em cũng mướn thợ để đào tạo thôi. Thì em không có biết cái, và cũng chưa có kinh nghiệm trong cái việc mà tổ chức đào tạo qua Zoom như thế nào để thành công á. Thầy có thể là chia sẻ một số kinh nghiệm hay những cái trường hợp đó gì cho em? Với có thể là mình đã có công ty rồi hay là ý tưởng là chuẩn bị Chưa, về công ty? chỉ ý tưởng để chuẩn bị làm công ty thôi rồi. Vậy là mình chưa chưa có đúng không? Dạ. Rồi cái sửa chữa ô tô thì nếu mà mình làm qua online thì người ta theo chị thì mình sẽ truyền đạt như thế nào để người ta biết cách sửa chữa ô tô ha? Thì mình sẽ quay quay cái máy móc ở đó, nó sẽ có những cái máy móc để mà nó điều chỉnh. Và cái như ví dụ như để cái xe ô tô đó thì người thợ nó sẽ mở ra và mở nắp cabin ra, và người ta sẽ quay và hướng dẫn là cái trường hợp này nó bị bệnh gì và nó cần phải thay thế như thế nào. Rồi. Thì dạ, đó là hình thức dạy. Rồi. Và cái của chị mình đang cần hướng dẫn là cụ thể là như thế nào, cái điều mình đang muốn. Tức là khi dạy qua Zoom á thầy, thì làm sao để dạy như thế. Em thấy dạy như thế nó cũng không có đạt cái hiệu quả cho lắm, nó làm như là nó chưa có đủ cái độ thuyết phục thành công. Quý rồi sau này khi mình cũng không phải là cái người đứng ra để chốt, ví dụ như chốt deal á, ví dụ như thầy thì thầy đứng ra thầy trực tiếp thì dạy, thì thầy sẽ xử lý được rất là nhiều vấn đề. Và thầy đứng ra trực tiếp thì chốt được cái deal thì sẽ tạo ra được cái buổi mà họp Zoom đó, buổi Zoom đó miễn phí đó, nó thành công. Còn em không có đứng ra mà trực tiếp để giảng dạy, mà phải thông qua người khác, phải thông qua cơ sở của họ, thì em không biết là nó có được thành công hay không ha. Không biết là những cái gì mà em cần thấy ấy để cho cái buổi họp đó nó thành công á thầy. Có nghĩa là cái đơn vị sửa chữa ô tô là một đơn vị khác, chị là một đứng ra là mình kết nối để đào Để tạo, dạy thôi thầy. Dạ. nói để dạy, còn Dạ. người dạy và cơ sở dạy là một công ty khác đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thì cái này thì nó cần có một cái lộ trình mà để mà hướng dẫn, nếu mà mình thật sự mình muốn làm được giống như Thanh á. Nó đầu tiên á là chị phải học toàn bộ cái chương trình video, mà cái chương trình đó là Sales Success Master, để chị nắm hết về cái phương pháp trước. Dạ. Và đó là cái lộ trình đầu tiên, là nếu mà chị chưa có học lớp Sales Success Master là mình cần phải học cái đó để mình nắm qua toàn bộ cái lộ trình cách thức Thanh đang làm, chỉ từng bước trong cái lộ trình đó. Thứ nhất là thiết kế web, SEO web là không nói rồi ha, YouTube là mình cần phải biết, cần phải học rồi nè. Rồi hệ thống email tự động và gọi điện tự động là mình cần phải học cái lớp đó nữa rồi nè. Rồi cái lớp cuối cùng, lớp gọi là lớp cao nhất thôi chứ chưa phải là coaching ha, lớp cao nhất là Sales Success Master, nó khoảng 9 triệu mấy, 10 triệu gì đó. Có nghĩa là cái đó là một một chu trình để mình biết cách làm giống như như Thanh đó, thì mình mới hiểu ra cái cách thức làm được chị Bích Thủy ha. Dạ. Rồi còn để một cái gợi ý cho chị dễ hình dung nè,
là nếu mà chị không phải là người thuyết trình, nhưng nếu mà chị là người làm thì cũng có thể là chị là người thuyết trình cộng với một người kỹ thuật, cái người mà có khả năng nói diễn giải nhưng mà có hiểu về kỹ thuật một chút xíu, để làm trong các cái buổi Zoom. Và buổi Zoom đó mình có thể là quay lại các cái chia sẻ các cái phương pháp học ở thực tế, mình quay lại cái hiện trường là sửa chữa như thế nào, rồi quay lại cái phương pháp là nếu mà học viên ngồi từ xa, bây giờ ngồi ở xa như thế này này, đang ngồi qua Zoom như thế này này, là mình phải làm cái gì đó cho học viên họ cảm nhận được là sau này họ ngồi trước màn hình họ vẫn làm được. Nó giống như chị Bích Thủy có ngồi nghe Thanh nói về chủ đề quy hoạch lần nào chưa ha? Dạ có. Rồi thì giống như là cái cách thức Thanh làm quy hoạch đó, là mọi người ở xa và Thanh nói là Thanh sẽ đào tạo bằng qua Zoom, học quy hoạch nhưng học qua Zoom. Thì Thanh phải cho họ demo cái cách thức là qua Zoom họ sẽ thao tác như thế nào. Cho nên Dạ. trong các buổi miễn phí Thanh phải tạo cho họ là họ đang ngồi ở nhà và họ vẫn có thể là tra cứu sơ sơ một vài cái cơ bản, thì họ hình dung được là họ ngồi ở nhà họ cũng tra được quy hoạch. Thì Thanh cho họ demo sơ sơ một vài cái tình huống để họ hiểu. Thì chị Bích Thủy cũng làm sao đó, có thể là chị hoặc là một người kỹ thuật mà có khả năng ăn nói, để họ demo cái gì đó mà cái người ngồi trong Zoom họ hiểu là sau này họ ngồi ở nhà họ học họ cũng làm được như thế. Thì mình đưa ra một vài cái video mà mình đã quay sẵn và quay là nó là kỹ thuật vô ngồi học là học cái gì, sửa chữa là như thế nào và cách thức sửa chữa là như thế nào, và cái người đang ngồi trước màn hình Zoom á họ hiểu là sau này họ cũng học giống như vậy và họ đang hiểu cách thức làm. Và mình chỉ nói một tình huống thôi, ví dụ như là học sửa xe có 100 tình huống thì mình chỉ cho họ khoảng 2-3 tình huống. Đầu tiên là cái tình huống nào mà dễ dàng nhất ấy, nó là mở nắp capo lên, bạn muốn châm nước nước rửa xe ô tô là làm như thế nào. Rồi ví dụ như là muốn kiểm tra ắc quy nó có còn điện hay không là kiểm tra như thế nào. Những cái tình huống dễ ấy, mình demo cho họ để họ xem trước. Dạ. Họ nói là rồi vậy là sửa xe ắc quy, sửa bình ắc quy là sửa như thế nào. Họ ngồi ở nhà họ đang xem cái demo đó và họ hiểu. Vậy thì mình mới nói chốt sale là vậy thì trong cái khóa học sửa xe ô tô có 100 cái bài giảng thì tôi mới hướng dẫn cho bạn demo khoảng 3 cái bài giảng thôi. Bao nhiêu bạn hiểu 3 bài giảng đó thì comment là tôi. Được không? Thế là họ comment là tôi, là ai hiểu là comment tôi. Vậy thì mình mới tới phần chốt sale là như vậy, nếu bạn đã hiểu hết rồi và tôi có 100 cái bài giảng trong khóa học đó, nếu bạn muốn học giống như hôm nay bạn đã hiểu 3 tình huống rồi thì còn 97 tình huống nữa là bạn sẽ được học hết đó, kiểu Dạ như thế. dạ tức Rồi là mình phải tạo cho họ cái cảm giác là họ đang thực hành. đúng rồi. Và ví dụ trong khóa học đó mình có 100 cái nội dung để học sửa chữa xe ô tô, thì mình đưa ra khoảng 3 tình huống để mình dạy thực tế luôn. Dạ. Họ ngồi trước mặt như thế này, họ ngồi giống như Thanh thôi nè, Thanh ngồi Thanh xem miết là Thanh cũng hiểu, Dạ. là nói là bây giờ muốn châm nước vào xe ô tô là châm như thế nào, châm nước rửa Dạ. kính đó. Dạ. Thì mở nắp capo lên là bước một, là mở cái gì, rồi bước hai là kiểm tra nước là kiểm tra như thế nào. Dạ. Rồi ví dụ như nó là xe trục trặc về nhớt thì cái cách thức là rút bình nhớt ra và kiểm tra như thế nào. Dạ, cái đó mình phải quay video trước sẵn á thầy, mình phải chuẩn Đúng bị rồi, trước sẵn. đúng là chuẩn bị Dạ. trước, sau đó chúng ta mở cái đó lên cho họ xem thôi. Dạ. Thật ra tiện đó thầy. Em cứ đang loay quay suy nghĩ hoài không biết là quay như thế nào khi mà họ hướng dẫn họ sử dụng Rồi như còn cách thức để mà triển khai, để mà mình làm được trong phòng Zoom, làm sao để mời khách hàng vô phòng Zoom được, làm sao để marketing có khách được nhiều, rồi sau đó làm sao để nó làm tự động được, gửi mail tự động và gọi điện tự động, rồi làm sao để mà mình đưa khách được vào trong phòng Zoom để mình ngồi tổ chức vài trăm người ngồi xem, thì mình phải học hết kiến thức marketing đó. cái vậy thì phải học kiến thức sale success master với cái kiến thức nào nữa thầy, khóa nào nữa thầy?
Chị Bích Thủy đăng ký cái khóa nào là khóa cao nhất đến thời điểm này rồi? Này hình như là marketing tự động. Rồi nếu mà marketing tự động thì nó có cái khóa Sales Success Master nữa là cái khóa học cao nhất. Dạ. Cao cao nhất là mình chưa nói coaching ha, mình đang nói là khóa Dạ. học bằng video kiểu như thế này nè. Đó gọi Dạ. là Sales Success Master là khóa cao nhất. Dạ. Còn Vậy coaching là là mình sẽ làm việc phải. với chị 1 năm. Dạ. Vậy là phải qua